Trần Văn Giáp, nhà thư mục học xuất sắc. Trong thập niên 30 của thế kỷ này, giáo sư Peziluski, một nhà nghiên cứu nước ngoài nổi tiếng đương thời với nhiều tác phẩm nghiên cứu về Đông Phương, đã khẳng định Tôi hoàn toàn tin tưởng vào sự thành công của ông Giáp, người mà tôi theo dõi những nỗ lực của ông. Người làm việc vừa có tinh thần bền bỉ, vừa có tâm quyết. Khi Trần Văn Giáp từ Trần, cố vấn Phạm Văn Đồng, nguyên chủ tịch hội đồng bộ trưởng đã phát biểu, Tôi đến đây với tấm lòng trân trọng và khâm phục một nhà khoa học nổi tiếng và có công. Bác Giáp là một vị trí thức rất dũng cảm, có sức chịu đựng rất cao, luôn một lòng vì đảng, vì sự nghiệp khoa học. Quê ông ở Từ Ô, Thanh Miện, Hải Dương, nay thuộc xã Tân Trà, huyện Thanh Miện, Hải Hưng. Ông sinh ngày 26 tháng 11 năm 1898, là con trai của cử nhân Trần Văn Cận, sinh năm 1858, mất năm 1938. Một nhà nho thanh bạch, dù đổ đạt nhưng không ra làm quan mà tham gia phong trào đông kinh nghĩa thuật Từ nhỏ ông học chữ Hán với cha. Năm 17 tuổi ông dắt lều chỏng đến trường Nam để dự khoa thi Hương năm Ất Mão năm 1915 và đã đổ tam trường. Nhưng thời thế, ông nghè ông Tú cũng nằm co. Nên người Anh là Trần Văn Ngoạn đem ông ra Hà Nội khai sụp tuổi để xin vào học trường Pháp Việt ở Yên Phụ. Vì nhà nghèo nên mới tốt nghiệp tiểu học, ông đã thi vào sư phạm. Học được một năm thì người anh mất, không còn chỗ dựa, ông phải bỏ học để tự kiếm sống. Nhờ có chút vốn liếng chữ Hán nên năm 1920, ông xin vào chép sách thuê cho trường Diễn Đông Bắc Cổ. Không yên phận với công việc này, ông tranh thủ tự học thêm tiếng Pháp. Trong một lần kiểm tra công việc của ông, vị giám đốc của trường đã phát hiện ra Ông đã đọc được rất nhiều tác phẩm văn chương của Pháp bằng nguyên tác, nên tỏ ý mến phục và muốn giúp đỡ ông tiến xa hơn. Trong vòng gần 6 năm làm công việc chép sách, được thỏa thuê tiếp xúc với thư tịch Hán Nôm, ông đã lập được một mục lục sách Trung Quốc ở Thư viện Trường Diễn Đông Bắc Cổ bằng tiếng Pháp. Công việc nặng nhọc này hoàn thành vào năm 1926, lúc đó ông tròn 28 tuổi. Như vậy, ông phải xử lý thông tin trên một khối lượng sách chữ Hán rất lớn, gồm 17.000 cuốn của Thư viện Trường Diễn Đông Bắc Cổ. Biết ông là người có chí, có tài và ham học, nên năm 1927, vị giám đốc của trường đưa ông sang Pháp học. Ông đã theo học và tốt nghiệp các trường cao đẳng thực hành Sorbonne, khoa thư mục thuộc diện Hán học, Đại học Văn khoa Paris, môn Văn minh Trung Quốc, và trường đại học Pháp, môn ngữ âm thực hành. Ngoài ra trong thời gian ở Pháp, ông còn theo học các môn khác như ngữ âm học, ngôn ngữ học, thư viện học, lịch sử dùng diễn đông tại trường ngôn ngữ Đông Phương. Một tài liệu do chính ông viết có kể rằng Trong hồi tôi qua Pháp, vì nhà trường Bắc Cổ gửi tôi đi nên hàng tháng vẫn có lương. Tôi để lại biếu thầy tôi một số tiền hàng tháng. Thầy tôi khẳng khái không thèm tiêu số tiền ấy và cũng không cho vợ con tôi. Thầy tôi để dành một chỗ trích lại tậu cho tôi một số ruộng, chừng một hai mẫu trở lại. Khi tôi ở Pháp về, thầy tôi bảo, số tiền mày để lại tao tậu cho món ruộng đấy. Tôi vậy, tôi vẫn không chú ý đến ruộng đất. Chị dâu tôi vẫn cấy cày lấy qua lợi. Sau khi thầy tôi mất, tôi vẫn cứ để cho chị tôi sử dụng món ruộng ấy như cũ. Nhắc lại chi tiết này để thấy rằng, ông Giáp dường như sinh ra để học và để làm việc, chứ không phải để tận hưởng cả cuộc đời ông từ lúc bước chân vào đời và kết thúc cuộc đời cũng đều gắn bó với trường này. Khi nhắm mắt xuôi tay từ giả thế giới khoa học, ông vẫn tá túc trong căn phòng tầng 2 của trường diễn Đông Bắc Cổ, Orpheo, cũ, tại số 26 Lý Thường Kiệt, Hà Nội. Năm 1932, ông tốt nghiệp các trường nói trên với những luận văn như Phật giáo Việt Nam từ khởi nguyên đến thế kỷ thứ 13 và những thiên thư mục của Lê Quý Đôn và Phan Quy Chú được viết bằng tiếng Pháp. Như vậy, xét về thời gian và nghề nghiệp được đào tạo, thì Trần Văn Giáp là người Việt đầu tiên của thế kỷ thứ 20 có chuyên môn về thư mục thư viện học. Lâu nay, do thiếu thông tin nên nhiều người cứ lầm tưởng vai trò đó dành cho Ngô Đình Nhu. Thật ra không đúng, vì mãi đến năm 1938, Ngô Đình Nhu mới tốt nghiệp trường quốc gia cổ tự học, khoa lưu trữ và thư viện. Trở về nước, Trần Văn Giáp được cử làm phụ trách kho sách Hán Nôm của Orpheo. Ông rất có ý thức trong những việc làm để nâng cao dân trí và xem đó là một trong những nhiệm vụ hàng đầu của mình. Ông thường nói, có ra nước ngoài mình mới thấy càng hổ thẹn. Nước mất dân ngu mình còn biết làm gì. Một số người ta nuôi dạy thì lại quay lưng với cái hay của cha ông. Còn một số khác thì chạy theo cái nhố nhăn và tầm thường. Thật buồn. Ngoài việc đi dạy, viết báo, tham gia phong trào xóa nạn mù chữ theo chủ trương của đảng Cộng sản Đông Dương, ông đã bắt tay vào chuyên môn. Qua đoạn tường thuật trên báo tin tức số 9 ra tháng 6 năm 1938, về việc ra mắt hội truyền bá quốc ngữ tại Hà Nội, có thể thấy vai trò của Trần Văn Giáp trong phong trào văn hóa yêu nước. Diễn giả hôm đó, ngày 25 tháng 5 năm 1938, có các ông Nguyễn Văn Tố, hội trưởng, và ông Phan Thanh. Hai người này nói bằng tiếng Pháp. Tiếp đó là bà Vũ Ngọc Phan, tức nữ sĩ Hằng Phương, và ông Trần Văn Giáp nói bằng tiếng Việt. Bài kết thúc của ông Giáp được cử tọa quan ngân nhiệt liệt. Cuối cùng Trần Văn Giáp nhắc qua lại mục đích và chương trình của Hội truyền bá quốc ngữ. Chú ý là chương trình của hội được ông Giáp nói rõ được quan ngân. Một lập các lớp dạy học cho tất cả mọi người mà không lấy tiền hai làm sách in cho học trò cũng không lấy tiền ông kết luận mục đích và chương trình của hội chúng ta tuy tóm lại chỉ có mấy điều nhưng công việc to tát lắm tốn kém lắm và lại cần kiếp nữa nào dạy học các nơi nào in sách biếu không những công việc ấy trông vào đâu xin anh em mỗi người mỗi tay mỗi người hy sinh một chút đó là nghĩa vụ chung của mọi người việc công ích này không nên trì quản, xin anh em kiếp hưởng ứng để chúng ta chống cùng nhau làm việc. Như vậy đủ thấy Trần Văn Giáp đã trở thành một trong những chiến sĩ tiên phong trong phong trào diệt dốt lúc ấy. Cũng trong thời gian này, ông cực lực bắt tay vào chuyên môn với những tác phẩm viết bằng tiếng Việt như lượt khảo khoa cử Việt Nam từ khởi thủy đến năm 1918, dân quốc ngữ, soạn thảo chung với Hoàng Xuân Hãng, Vũ Hy Trác còn những tác phẩm viết bằng chữ Hán thì gồm Hà Nội Viễn Đông khảo cổ học viện thiện tàng Việt Nam Phật điển lược biên xuất bản tại Tokyo Hán văn Trích Thái diễn giảng khóa bản soạn chung giới Bùi Kỷ ngoài ra còn có những tác phẩm viết bằng tiếng Pháp như Phật giáo ở Việt Nam từ nguồn gốc đến thế kỷ thứ 13. phát thảo lịch sử Phật giáo ở Bắc Kỳ dần dần cuộc cách mạng tháng 8 thành công rồi 9 năm kháng chiến, Trần Văn Giáp có mặt trong cuộc kháng chiến và kiến quốc. Ông là người đầu tiên tham gia xây dựng trường cao học kháng chiến ở Phú Thọ và cũng là người đầu tiên lên lớp dạy môn lịch sử và văn học tại trường này. Năm 1948, ông dạy chữ Hán ở trường Hùng Dương. Năm 1956 dạy trung văn ở trường Trương Dương. Mãi đến năm 1957, ông lại được phân công tiếp quản cơ sở Ophiol. Chỉ trong vòng một năm trời, ông lãnh đạo soạn thảo được tập sách quý, một lục các sách chữ Hán và quốc ngữ viết về Việt Nam, 8 tập, mỗi tập 250 trang, rồi soạn xong cuốn văn bia, hai tập, gồm những giải đề và phản ánh trên 200 bia từ thời lý đến thời mạc. Về vấn đề nghiên cứu văn bia, trước ông đã có Lê Quý Đôn từng sử dụng văn bia để bổ sung tài liệu khi biên soạn Đại Việt thông sử, đồng thời chép được 17 bài trong kiến văn tiểu lục. Cao Huy Lãng chép được 82 văn bia ở văn miếu, Hoàng Xuân Hãng với 6 văn bia để biên soạn cuốn sách nổi tiếng về Lý Thường Kiệt. Biết được những con số đó để thấy Trần Văn Giáp là người có công lớn trong lĩnh vực này. Từ năm 1957, được sự khuyến khích của người bạn thân Nguyễn Văn Sước, giám đốc Thư viện Quốc gia, ông đã dành phần nhiều thời gian để biên soạn cuốn Tìm hiểu kho sách Hán Nôm, nguồn tư liệu văn học sử học Việt Nam, hai tập, và chủ biên đồng tác giả biên soạn cuốn Lược truyện các tác gia Việt Nam hai tập. Đây cũng là một trong những tác phẩm có tầm dốc lớn nhất mà Trần Văn Giáp đã thực hiện được. Nếu năm 1932, ông viết luận văn Những thiên thư mục của Lê Quý Đôn và Phan Quy Chú, lần đầu tiên giúp cho các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước biết đến tác phẩm hán văn của Việt Nam. Thuộc môn loại thư mục học, thì bây giờ chính ông bắt tay vào công việc thực hiện. Trần Văn Giáp cho biết là ông đã lấy những thiên thư mục của Lê Quý Đôn và Phan Quy Chú làm gốc. Nhưng thực sự ông đã dược lên trên các bậc tiền bối vì trong tìm hiểu kho sách Hán Nôm đã thu nhặt giới thiệu cả thảy 429 tác phẩm. Số lượng này gấp đôi số sách mà Phan Quy Chú giới thiệu trong văn tịch chí và gấp bốn lần số sách mà Lê Quý Đôn giới thiệu trong nghệ văn chí. Về giá trị thông tin, ông cố gắng cung cấp bức tranh toàn cảnh về tình hình thư tịch của nước ta từ thì lý đến trước cách mạng tháng 8. Về phân loại thì ông xếp tác phẩm thành 8 cụm, lịch sử, địa lý, kỹ thuật, ngôn ngữ, văn học, tôn giáo, triết học và sách tổng hợp. Theo ông, mỗi bộ sách là một đối tượng nghiên cứu và phải viết theo từng phần như nêu rõ tên sách, tác giả, số quyển, khuôn khổ, số trang, nơi và năm xuất bản. Sau đó đi sâu vào nội dung tác phẩm đó và cuối cùng là tiểu truyện của tác giả. Điều này chứng tỏ ông vừa tham khảo cách làm của những người đi trước, nhưng phát triển lên bằng cách hướng tới phân loại học và thông tin học hiện đại. Phản ánh đưa các đặc điểm phong phú, đa dạng và phức tạp thuộc kho sách hán nôm của ta. Trần Văn Giáp đã nói rõ về công việc của mình. Nguồn văn học của Việt Nam, theo các sách còn sót lại, đã có từ lâu, ít ra tới hàng ngàn năm nay. Những tư liệu nói về sách vở cổ của một nước, một dân tộc, thông thường gọi là thư tịch chí hay kinh tịch chí. Chính các kinh tịch chí là nguồn gốc tư liệu văn học hay còn gọi gọn là nguồn dân hiến của một dân tộc. Chính vì quan niệm rạch ròi và có trách nhiệm đối với di sản văn hóa của dân tộc, nên ông đã nỗ lực thực hiện với thành quả cao nhất. Để bằng đọc hiểu hơn về văn hóa Việt Nam, mỗi khi có dịp đi, ông lại cố gắng sưu tầm tại các thư viện lớn Trung Quốc ở Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Tây, Quế Lâm, một số tài liệu cổ của Trung Quốc nói đến Việt Nam. Bộ sách quý này, tập 1 được phát hành năm 1970 và tập 2 được phát hành năm 1990 đã gây được tiếng vang lớn trong dư luận trong và ngoài nước. Từ đây, tìm hiểu kho sách Hán Nôm có thể nói là bộ thư mục độc đáo được thực hiện theo mô hình Trần Văn Giáp, đã tổng kết nửa thế kỷ lao động không mệt mỏi của một học giả uyên bác, là công trình khoa học lớn nhất đời ông, là một bước phát triển mới trong lịch sử thư mục học của Việt Nam. Từ đây, khi nói đến lãnh vực thư mục học thì sau hai bậc tiền bối đi trước là Lê Quý Đôn và Phan Quy Chú, chúng ta có thể xếp nhân vật tiếp theo là Trần Văn Giáp. Hội nghị quốc tế về Việt Nam học vừa tổ chức lần đầu tiên tại Hà Nội vào tháng 7 năm 1998 đã cho thấy việc làm đơn độc bền bỉ nhẫn nại của Trần Văn Giáp đối với kho sách Hán Nôm vẫn còn mang ý nghĩa thời sự Thế nhưng, do công việc của một cá nhân nên ông vẫn chưa phân loại xử lý hết được toàn bộ kho sách khoảng 5.000 cuốn hán nôm. Công việc này vẫn còn chờ đợi công sức của những người tâm quyết khác. Ai sẽ là người tiếp tục nối theo chí hướng của Trần Văn Giáp để góp phần nghiên cứu, khai thác kho thư tịch tài liệu hán nôm đang đề ra một cách cấp thiết hiện nay? Là người suốt đời tâm niệm, muốn phát huy những tinh hoa của nền văn hóa dân tộc, thì đều phải tìm tới kho sách rất phong phú đã được lưu truyền qua nhiều thế hệ, và việc sưu tầm giới thiệu kho tàng văn hiến, tức là sách thành văn xưa để lại là việc làm cần thiết đầu tiên để hiểu giá trị văn minh của một dân tộc, một đất nước. Nên ông đã có nhiều đóng góp khác rất đáng trân trọng. Từ những năm 1934, ông đã công bố nhiều tài liệu như một án văn nôm cổ, Hải Dương phong vật khúc. Năm 1956 ông cùng đồng nghiệp phiên âm chú giải thơ nôm nguyễn trãi xuất bản quốc âm thi tập và có phần biên soạn nguyễn trãi toàn tập rồi những năm tiếp theo ông lật lượt cho in bích câu kỳ ngộ truyện trinh thử ngọc kiều lê công việc khảo cứu bích câu kỳ ngộ cũng là một cống hiến khoa học có giá trị trước đây theo sự suy đoán của phạm đình hổ sự phân tích của hoàng xuân hãn thì tác giả bản chữ hán của bích câu kỳ ngộ là đặng trần côn Trúc Khê và Nguyễn Đỗ Mục cho rằng cứ để khuyết danh. Đinh Gia Thuyết đoán định là của đoàn thị điểm nhưng không nêu ra chứng cứ thuyết phục. Còn Trần Văn Giáp chủ trương căn cứ vào hiện vật mà xét. Vì vậy ông đã dựa vào sách truyền kỳ Tân Phổ in năm 1811 và thiên văn tịch chí của Phan Quy Chú để khẳng định là của đoàn thị điểm. Sự việc đã rõ ràng, vậy ai là tác giả bản chữ nôm với 678 câu thơ lục bát dịch từ nguyên tắc trên. Trần Văn Giáp đã tìm ra tác giả là Vũ Quốc Trân, một nhà giáo ở Hà Nội vào thế kỷ thứ 19. Tại hội thảo khoa học Trần Văn Giáp với sự nghiệp bảo tồn di sản văn hóa dân tộc năm 1996, các nhà nghiên cứu đều thống nhất tôn vinh ông là cây đại thụ, là nhà thư mục học lớn nhất của Việt Nam trong thế kỷ này. Với những đóng góp tích cực cho văn hóa nước nhà, mọi người còn gọi ông là nhà sử học, nhà giáo dục học. Ông mất ngày 25 tháng 11 năm 1973 tại Hà Nội và trong căn phòng tá túc ở trường Bắc Cổ Viễn Đông. Người ta không tìm được tài sản gì của ông để lại ngoại trừ những pho sách. Đó là thứ tài sản quý báu mà không phải ai dù giàu có nhất cũng có được.